Quý vị này, hiện nay căn bệnh mất ngủ là căn bệnh thường gặp ở tất cả mọi người và ngay cả những người còn trẻ nữa. Có lẽ là do công việc quá bận rộn hay là áp lực mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của mỗi chúng ta. Vâng, đúng như vậy ạ. Giấc ngủ thì rất là quan trọng đối với sức khỏe của mỗi chúng ta. Giấc ngủ giúp chúng ta tái tạo lại năng lượng để bắt đầu một ngày mới. Mất ngủ thì còn gây ra bệnh trầm cảm, mất trí nhớ hoặc là làm ảnh hưởng đến sắc đẹp, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ chúng ta. Vâng, thường mỗi lần mà mất ngủ thì Bảo Yến hay dùng một ly trà sen hay là uống trà tim sen để tránh những trường hợp đó, và cảm thấy đây là một cái công dụng rất là hữu hiệu. Ngoài ra thì sen còn được dùng làm chế biến thức ăn với lại là rất nhiều những cái công dụng rất là tốt cho sức khỏe nữa. Để hiểu thêm về công dụng của sen, xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Hương Thanh ngay sau đây. Mỗi chiều về dạo trước ngõ nhà em có hoa sen hồng xinh xinh. Hương Thanh xin mến chào quý vị khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Các bạn thân mến, cây sen là một hình ảnh quen thuộc với người Việt Nam của chúng ta và chắc hẳn ai cũng biết đến bài thơ Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Và có thể nói rằng tất cả những bộ phận trên cây sen chúng ta có thể tận dụng hết, từ hoa, lá, nhụy hay đài, hạt sen. Và hôm nay Hương Thanh có cuộc trò chuyện ngắn với anh Nguyễn Văn Huế. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một chút về cách sử dụng hoa sen, lá sen, hạt sen hay đài sen như thế nào các bạn nhé. Hương Thanh xin chào anh ạ. Đối với những cái bông như thế này á, thì chúng ta sẽ có thể dùng để cắm bình hoa đúng không anh? Dạ. Và thường thường á, thì một cái bình hoa cắm hoa sen như thế này thì nó sẽ tươi được bao lâu anh? Được 24 tiếng đồng hồ. Làm sao để biết là cái đài sen nào là nó đã đạt tới cái mức để chúng ta có thể thu hoạch được ạ? Thì khi nó nở ra thì mình đây mình nhìn vào hột nó đầy này là nó đủ sức của nó. Nó tròn, nó bự, còn mà nó là đẹp á là hồi nhỏ nó đã méo rồi. Và những cái phần này á, thì ở phía bên trong nó có những cái hạt sen này, chính là cái hạt mà thương lái họ sẽ mua và được bán ngoài chợ để chúng ta mua về để làm ra những món ăn rất là ngon đúng không anh? Vậy thì cái cách làm sao để chúng ta lựa chọn được một cái hạt sen mà nó vừa nhiều bột và ngon để chế biến món ăn ạ? Nếu mà mình lựa hạt sen ngon và ấy thì mình phải lựa cái gương già. Dạ. Nó già là tất nhiên về làm nó có bột. Dạ. Còn mà ví dụ như thế này đây là ăn tươi, nó ngọt. Dạ. Còn nếu nấu chè thì phải lựa nó cái đồ nó già với cái gương này, cái hột nó muốn xám đầu rồi. Còn Hương Thanh được biết á là cái loại trà tâm sen á, dạ, là họ lấy từ cái tâm ở trong cái hạt sen này hả anh? Đúng rồi, cái quay gì cái tim sen gọi là dạ, tim sen. Tim sen thì nó nằm giữa cái hạt sen, giá trị cái này nó cao lắm. Dạ. Là coi như một cái hạt sen chỉ có lấy được cái này có chút xíu thôi. Ví dụ như hạt sen thì chúng ta có thể sử dụng để nấu xôi nè, hoặc là nấu chè và rất là nhiều những cái nấu cháo, ví dụ như là mấy em siêu dinh dưỡng á, là nấu cho nó ăn là nó cũng mau lại sức lắm. Ngoài phần hoa rồi phần nhụy và phần hạt sen như vậy thì chúng ta còn có thể sử dụng phần nào của cây sen nữa anh? Còn nhiều chứ. Nói chung là hoa sen, dị sen, đồ đầy, cái này là mới là cái mặt là trung bình. Còn nếu mà thu kinh tế cao cấp là ngó sen, là cái ngó non nó ở đi luồn dưới đất á. Nó là để sử dụng ăn sống, bóp, gỏi. Và các cái nhà hàng mà vô ngó sen là nó đó. Đó thì nói chung là cái đó là nguồn kinh tế cao nhất. Kế tiếp là trái, kế tiếp nữa là bông. Thì nói chung lá sen bên thuốc Nam và thuốc Bắc người ta công nhận là qua với nó để điều trị về dứt đầu. Cảm ơn anh về những chia sẻ rất thú vị, cách sử dụng hoa sen, hạt sen hay là ngó sen và thậm chí là lá sen nữa. Hy vọng là với cuộc trò chuyện ngắn vừa rồi thì quý vị khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên sẽ có thêm một chút những kiến thức để chúng ta có thể lựa chọn hoa sen, lá sen hay tất cả những bộ phận trên cây sen để chúng ta phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của mình một cách tốt nhất các bạn nhé. Còn tới đây thì Hương Thanh phải nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau.